Cút cho cần chút không? Hả? Xin thằng đó đi. Nè, đang quay chị nè. Lấy luôn cái tượng á. Lấy hết chứ. Được không? Quá đẹp đó chị Đức ơi. Đẹp lắm. Đẹp lắm luôn á. Dạ. Mày đứng ngay đi. Đẹp ghê à. Thôi em được rồi. Trời ơi, trưởng đoàn nè. Đi trưởng đoàn dẫn vô tới không? Thật nằm nữa không? Đó. Ở trong có thằng nó nổi nữa nha chị Đức. Có chị Đức có vô hổm đó. Giờ vô tiếp. Bữa nay 15 tháng rằm tháng 3 nha, hôm nay mình đi tới chùa đá nổi khổ bày tẩm à. Chùa không mua chị Nga ơi, nhìn em nè. Rồi sao rồi, gửi qua cho mình nha Bồ Tèo. Em không có gửi, em lên YouTube đó chị. Dạ hả? Là ghi thông em lên nè. Mạng của mình chưa mà mình không có thấy. Không chị coi tivi á. Chị giữ vậy đó hả? Chị coi tivi á, Châu Đức á. Châu Đức hả? Châu Đức hả? Rồi ok. Rồi cô không mang camera. Thank you.
đưa máy đi con chụp cho. Đâu máy ra. Rồi đâu mở mở máy ra đi con chụp cho cái máy này con có máy quay. Máy quay của con lên đi tức. Thôi thôi. Rồi chưa mở mở máy chưa? Chụp vừa quay luôn.